Ngọc Ninh hay Lì? Chị nghe. Chị làm hàng qua chưa? Dạ, đang chuẩn bị qua đây em. Dạ ok, dạ ok. Không kêu là chị làm, nói với ông là 1 giờ chị đoàn đi, 1 rưỡi chị đoàn đi. Sao em kêu dạ thì nãy chị đoàn định đi nhưng mà do lúc đó khách vô đông quá kìa. Đó là chị làm nãy giờ luôn á, nên giờ phải hẹn ở bên kia 3 giờ, 2 rưỡi 3 giờ đó. Sao em kêu đây hôm thấy mới gọi là chị chạy qua cái hôm thì nó chờ nằm nằm chờ xíu thôi, chị luôn đi xíu rồi luôn về chứ không có kêu ý là anh cứ làm chị trước thì làm sao trước thì em thấy nó. Đau Nhưng mà quên à, tên Hùng không biết, nhưng mà họ họ muốn như thế thì kêu chờ xíu chờ xíu gì luôn. Thì lúc đầu em hỏi là nếu chị Loan đang nhưng mà ông hẹn 1 rưỡi mà giờ chờ 2 giờ mới tới mà. Mà giờ em mới kêu là chị Loan chuẩn bị đi á, ông mới kêu chị Loan kêu 1 rưỡi chị Loan về rồi mà. thì em gì cho em nói là chờ chị Loan xí để chờ chị Loan. À. Ở sao không chị? Không biết. Dạ, không thấy là chị đi xa hết. Chị đi xí chứ mấy, 15-20 phút thôi.
Nhanh mà, chỗ Hoàng Diệu này xíu ấy. Kia nghe tại vì giọng Bắc á, cùng một cái giọng. Tao thiếu một người ông ấy chưa hỏi. Hả? Còn một người mà lại đợi chị mà chị Thuận làm tạm bên á. Chứ chị Thuận chưa làm gần hết rồi. Lát chị sang chị coi ra cho bà xíu rồi về. Không, chưa coi không được nữa, em mời bên kia hồi nãy hấu chị. Cái rứt thì chờ luôn đi. Nằm chờ luôn đi chứ chờ lắm. Khó quá thì chờ đi. Hãy quá đi. Thì vô sao thì phải chờ. À, chị bé thì tổng đang làm. Ừ. Đi đúng ngày này. Chứ vậy hẹn người kia bên nhà lâu quá rồi. Hẹn nãy giờ mấy lần rồi. Cũng ngại. Hà đi qua đi về Hà đi qua có truyền tin đấy chị. Chạy luôn chữ phúc luôn. Thôi chắc nặng luôn mấy cục to to này. Vì sao nặng tiếp? Tuần nữa em qua ăn tiếp em này. Em trai. Em ơi. Tuần nữa em qua ăn tiếp em nghe. Em cho sách. Mình muốn trời. Hát được rồi.